Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Chiều ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có buổi kiểm tra rà soát lần cuối các điểm thi và phổ biến quy chế cho các cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi này. Năm nay, hơn 1.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 quốc học sẽ thi theo quy chế tuyển sinh trường chuyên. Với các môn bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, trong đó vào chiều ngày 3 và ngày 4 tháng 6, các thí sinh sẽ dự thi môn chuyên. Đối với môn hóa và ngoại ngữ, các thí sinh sẽ dự thi trong 120 phút, các môn chuyên còn lại 150 phút. Tại điểm thi đặc biệt này, công tác đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra hiệu quả, chất lượng được coi trọng, hệ thống phòng thi và camera giám sát cũng được triển khai. Toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại thì cơ bản tất cả các cái phương án chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng tôi đã chỉ đạo và đảm bảo đủ các điều kiện. Về công tác thực hiện các cái quy trình làm đề thi và coi thi thì chúng tôi thực hiện đúng theo quy chế. Ngoài trường trung học phổ thông chuyên Quốc học, các thí sinh thi theo quy chế tuyển sinh trường chuyên. Tất cả các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Huế sẽ tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Toàn thành phố Huế có trên 5.200 học sinh sẽ tham gia kỳ thi với chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ 75% đến 80%. Các thí sinh sẽ dự thi tại 12 hội đồng thi. Cùng trong ngày 2 tháng 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 tại hai hội đồng thi Nguyễn Tri Phương và Chu Văn An. Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng cho các kỳ thi và xét tuyển này.